thành ngữ mật ngọt chết ruồi, hay còn một câu khác cũng có ý tương tự như miệng nam mô bụng bồ dao găm. Trung Quốc có câu miệng mật ngọt dạ gươm đau. Câu thành ngữ này nhắc chúng ta cần cẩn thận trước lời mật ngọt. Lời ngọt tuy dễ nghe nhưng chưa chắc là tốt. Những kẻ có tâm địa xảo trá thường lợi dụng lời ngọt để phỉnh nịnh người khác nhằm mục đích trục lợi. Thế nhưng để câu thành ngữ này ra đời, từng có cả một điển tích đằng sau. Nguồn gốc thành ngữ mật ngọt chết ruồi. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong cuốn Tư Trị Thôn Giám được biên soạn bởi Tư Mã Quang, triều nhà Tống ghi chép, thời vua Đường Huyền Tông có một vị quan binh bộ thượng thư kiêm trung thư lệnh tương đương với chức tể tướng, tên là Lý Lâm Phủ. Ông ta tuy có tài thư pháp hội họa nhưng lại phi thường xảo trá giảo hoạt. Để xu nịnh nhà vua, ông ta mua chuộc những người hậu cần, hồng biết được tâm ý hoàng đế. Thế là Đường Huyền Tông ngày càng sủng ái và tín nhiệm Lý Lâm Phủ. Đối với quan viên trong triều, Lý Lâm Phủ dùng những lời lẽ nhẹ nhàng ngon ngọt nhằm tạo ra hảo cảm và thân thiện, nhưng đều có tính toán sau lưng. Một lần có một vị quan đã bất chấp lời của Lý Lâm Phủ mà can gián vua Huyền Tông. Bên ngoài thì ông ta chẳng có biểu hiện gì, nhưng sau lưng lại âm thầm bày mưu hãm hại. Ông giả vờ nói với vị đồng liêu kia rằng Hoa Sơn có một mỏ vàng sản lượng lớn, nếu khai thác được thì có thể tăng thêm tài sản cho nước nhà. Vị quan kia tưởng thật, ngay lập tức kiến nghị hoàng thượng mau đi khai thác. Huyền Tông vừa nghe rất vui mừng, bèn tìm Lâm Phủ bàn bạc. Lần này ông lại tỏ vẻ lo lắng, tâu rằng Hoa Sơn là nơi tập trung phong thủy của đế vương, làm sao có thể khai thác tùy tiện được. Ông ta hỏi, ai đã đề xuất chuyện gây tổn hại đến bệ hạ vậy? Huyền Tông tin lời xàm tố, đầy vị quan kia đến một vùng hẻo lánh xa xôi. Dựa vào bản lĩnh đặc thù này mà Lý Lâm Phủ đã làm tể tướng trong suốt 19 năm. Sau này Tư Mã Quang đã bình luận Lý Lâm Phủ là khẩu mật phúc kiếm, quả thực rất xác đáng. Thành ngữ này cùng với khẩu Phật tâm xà, khẩu thị tâm phi, tâm trực khẩu khoái, tâm khẩu như nhất được dùng để mô tả một cá nhân ngoài miệng thì nói những lời mật ngọt nhưng trong lòng mang đầy mưu mô xảo trá. Dân gian Việt Nam cũng có những câu thành ngữ tương tự, chẳng hạn như miệng nam mô bụng bồ dao găm hay miệng thân thớt dạ ớt ngâm. Trong tác phẩm Truyện Kiều, Nguyễn Du cũng mô tả nhân vật Hoạn Thư là bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao. Quý khán giả thân mến, với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử, để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.